Trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh như hiện nay, thì nguồn điện đối với sản xuất, kinh doanh và đối với mỗi gia đình đều rất là quan trọng. Với yêu cầu phải ở yên trong nhà, thì mọi hoạt động của chúng ta như là thắp sáng, nấu nướng, mua sắm, vui chơi đều phải dựa vào nguồn điện. Chính vì vậy, Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường tất cả các biện pháp cần thiết để nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy của lưới điện, góp phần đảm bảo an sinh cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, và đặc biệt là thời điểm này lại đang trong mùa mưa bão. Để đảm bảo an toàn tối đa cho nguồn nhân lực kỹ thuật trong mùa dịch này, Điện lực tỉnh đã tạm dừng thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, bảo trì lưới điện. Trong khi đó, việc trực chiến để giải quyết các sự cố điện được đặt lên hàng đầu. Đội trực sẽ thực hiện các công tác để ngăn ngừa, xử lý sự cố, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục, sửa chữa điện cho khách hàng, thay thế công tơ hư, cháy và xử lý mất kết nối. Cái việc mà cung cấp điện ổn định cho người dân trong cái thời điểm dịch bệnh, đặc biệt là những cái điểm nóng tuyến đầu như là bệnh viện, như khu cách ly, khu phong tỏa, thì trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy, đặc biệt trong mùa mưa bão và trong thời gian dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, thì công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các cái điện lực trực thuộc thực hiện các cái nhiệm vụ. Thứ nhất là không thực hiện cắt điện lưới điện để phục vụ công tác trong thời gian địa phương áp dụng thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19, các địa điểm phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, Điện lực thường xuyên rà soát, cập nhật các điểm mới để xây dựng phương án cấp điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ công tác điều trị và phòng chống dịch. Điện lực tỉnh không thực hiện cắt điện trong thời gian tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo nguồn điện đầy đủ cho công tác sản xuất và đời sống. Sản lượng điện thương phẩm tính đến hết tháng 8 năm nay là 4,6 tỷ kWh, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,2%. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão năm nay, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, Điện lực thành phố Vũng Tàu đã tổ chức triển khai thực hiện một số cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là Điện lực đã rà soát lại danh sách các cái nguồn lực mà phải huy động để ứng phó với thiên tai trong cái tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là các cái lực lượng xung kích của các tổ đội sản xuất. Điện lực đã bố trí tổ chức lại cái bộ máy trực điều hành về lưới điện, như là điều hành viên của trạm 110 kV, các cái thành viên của tổ trực ban vận hành 24/24 là đảm bảo tổ chức ăn ngủ nghỉ tại chỗ để mà phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. Như vậy là bà con trong tỉnh thực sự là yên tâm thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội để góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, bởi nguồn điện được Điện lực tỉnh đảm bảo với tinh thần trực chiến trong mọi tình huống. Nguồn điện ổn định cho mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất và thắp sáng trên mọi tuyến đường cũng là một nỗ lực của ngành điện. Và đó cũng góp phần thắp sáng thêm niềm tin sẽ chiến thắng dịch bệnh trong một ngày không xa, phải không thưa quý vị?